Tại chương trình của bản tin ngắn, một cái nhân vật cả một đời đấu tranh cho sự công bằng của xã hội, không đâu khác là thần tượng của rất là nhiều người, đó là một ông thượng nghị sĩ xã hội chủ nghĩa được mang tên Bernie Sanders, một người chống chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà trên bản chất ông ta có 6 đến 7 căn nhà. Thượng nghị sĩ xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders đã chuyển 200.000 đô la từ quỹ tranh cử của mình cho một nhóm phi lợi nhuận của gia đình ông. Tổ chức này tuyên bố cái sứ mệnh của mình là làm sống lại cái nền dân chủ. Đừng dần vẫn có đám ngu nó bỏ tiền cho Bernie Sanders. Chương trình của Fox News tuần này cho biết rằng cái số tiền được đưa vào tổ chức phi lợi nhuận của vợ ông Bernie Sanders bị cáo buộc rằng tổ chức này không làm được gì nhiều, nhưng nó trả cho con trai của cô ấy 6 con số, tức là trên 100.000 đô la. 2017, Breitbart News đã mô tả Sanders là một thượng nghị sĩ ghét người giàu. Lưu ý rằng ông đã kiếm được 1 triệu đô la vào 2016. Cái báo cáo gần đây của chương trình Fox News lại tiếp tục. Ủy ban của thượng nghị sĩ độc lập đã cắt hai cái tấm chắc 100.000 đô la cho Bernie Sanders vào tháng 1 và tháng 3. Lý do mà tại sao Bernie Sanders bị thải đó, mặc dù ổng là một người chống tư bản chủ nghĩa theo xã hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục ủng hộ cho đảng Dân Chủ, là bởi vì trong bản chất cái đảng Dân Chủ nó dính với nhau là bởi vì tiền bạc. Nó cắt 100.000 đô sướng gần chết, chuyển 200.000 đô mắc gì không chăng. Cái trang chủ của Bernie Sanders chỉ biết cái sứ mệnh làm sống lên nền Dân Chủ bằng cách thu hút tích cực các cá nhân, tổ chức, truyền thông theo đuổi các pháp tiến bộ về kinh tế, môi trường, chủng tộc, công bằng xã hội. Trong khi đó, vợ của ông Sanders, bà Jen, cùng con trai riêng của họ được xác định là David Scoro, đã thành lập cái tổ chức 2017. Trong khi đó, 200.000 đô la được đổ vào cho cái tổ chức này trên thực tế là để rửa tiền cho con cái của ông. Kinh khủng về điều này. Và gần như ông Bernie Sanders hiện giờ có rất là nhiều tiền. Theo sự dự đoán có thể có trên mười mấy triệu đô la. Mà khi ông ta là người đấu tranh để chống lại tư bản chủ nghĩa. Kinh khủng, kính thưa quý vị. Kinh khủng. Mà đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.